quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Trao Cơ Hội, Nối Ước Mơ, chương trình do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp với Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam Vietlott thực hiện. Và tuần này, Trà My sẽ cùng với ekip của chương trình đến với huyện Na Hàng, nằm ở phía bắc của tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, huyện Na Hàng đang có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Na Hàng và 11 xã. Tên gọi với ý nghĩa trong tiếng Tày là ruộng dưới thung lũng. Địa hình Na Hàng khá hiểm trở, có nhiều núi đá vôi. Thiên nhiên đã ban tặng cho Na Hàng những cảnh vật kỳ vĩ, gần đây phát triển mạnh mẽ về thu hút du lịch. Mảnh đất này là nơi hội tụ của hai con sông lớn, sông Gâm và sông Năng, với những dãy núi trùng điệp, hùng vĩ, những hang động huyền ảo và đầy huyền thoại đã đi vào truyền thuyết và thơ ca. Du lịch ngày càng có nhiều đóng góp vào kinh tế, xã hội của Na Hàng, phấn đấu đến năm 2025 đón hơn 350.000 lượt khách du lịch. Và em học sinh sẽ nhận được học bổng tuần này của chương trình đó là em Nông Trường An, hiện đang học lớp 8A, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Năng Khả, xã Năng Khả, huyện Na Hàng. Ngôi trường này được thành lập từ năm 1993, tập thể nhà trường nhiều năm được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2009 được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2023-2024, nhà trường có 10 lớp với 411 học sinh. Học sinh nhà trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Thái, Mường, Mông và Bà Thẻn. Tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo chiếm 13,57%, hộ cận nghèo chiếm 25,29%. Số học sinh nhà xa phải ở bán trú là 186 học sinh. Tuy nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường nhưng các em vẫn luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Hàng năm, số học sinh được đánh giá, xếp loại học tập tốt đạt từ 4%, khá 22,2%. Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt từ 98%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99%. Điều kiện về cái kinh tế xã hội của địa phương, đa số em học sinh là thuộc vùng còn nhiều khó khăn về kinh tế. Nên là cái việc đầu tư quan tâm đến việc học tập của các em còn một số hạn chế. Gia đình các cháu thuộc đa số là thành phần thuộc gia đình làm nông nên kinh tế gia đình các cháu rất khó khăn. Đối với em học sinh Nông Trường An thì em này tuy hoàn cảnh gia đình cũng là thuộc diện rất khó khăn nhưng em luôn phấn đấu vươn lên cho học tập. Hàng năm em đều đạt học sinh giỏi và em cũng đã tham gia các cái cuộc thi cấp học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và đã đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện. Và ngoài ra em Nông Trường An là có những cái nỗ lực phấn đấu hết sức mình trong tất cả các hoạt động của các phong trào nhà trường. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Năng Khả, huyện Na Hàng, Nông Trường An được biết đến như một tấm gương sáng trong học tập. Là học sinh giỏi toàn diện trong nhiều năm, khi lên cấp 2, Trường An tiếp tục duy trì những thành tích tốt với 3 năm lớp 6, 7, 8 đều có điểm tổng kết và rèn luyện ở mức xuất sắc. Nông Trường An bộc lộ năng khiếu và hứng thú hơn cả là ở các môn khoa học tự nhiên. Nhưng ở tất cả các môn khác, em cũng đều có thái độ học hỏi nghiêm túc, thường xuyên xây dựng bài và hỗ trợ các bạn trong lớp. Trường An là học sinh rất là chăm ngoan, học giỏi. Em luôn luôn lễ phép với thầy cô giáo. Trong lớp thì em đoàn kết với các bạn, yêu thương các bạn, biết giúp đỡ các bạn. Và trong học tập thì em là học sinh mà có tư duy học tập rất là thông minh, luôn luôn cố gắng nỗ lực. Ngoài học tập ra thì khi tham gia các hoạt động khác thì là giáo viên chủ nhiệm mà tôi mà giao nhiệm vụ gì cho học sinh Nông Trường An thì tôi thấy rất là yên tâm vì em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngoài sức mong đợi của cô giáo. Trường An luôn là một người tích cực, rèn luyện tốt trong các hoạt động, học tập và rèn luyện. Bạn luôn là người giúp đỡ các bạn học sinh kém trong lớp em để các bạn tiến bộ hơn trong từng ngày. Gia đình Nông Trường An sinh sống tại thôn Nà Trang, xã Năng Khả, cách trường không xa và thuộc diện hộ nghèo. Ba thế hệ của gia đình em cư ngụ trong căn nhà đơn sơ ngay dưới chân núi và còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Em Nông Trường An thì nói chung là khó khăn như này. Ông thì cách đây 2-3 năm thì bà ốm rất nặng, mà phải đến chục năm nằm liệt giường.
Thế còn ông thì 2 năm nay thì cũng phải đi phẫu thuật bệnh nặng. Thế còn mẹ của nông Trường An thì cũng bị bệnh tim, cho nên là rất là khó khăn. Chỉ có một lao động chính là bố của em An. Là con cả, Trường An sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình và những gánh nặng kinh tế trên vai cha mẹ. Ông nội và mẹ đau ốm, bị hạn chế khả năng lao động. Bố thường xuyên vắng nhà đi làm thuê, nhưng công việc bấp bênh luôn túng thiếu. Trường An phải quán xuyến toàn bộ các công việc nhà sau giờ học. Từ khu vườn nhỏ bé sau nhà và căn bếp rột nát này, em đỡ đần cho những nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, đồng thời ấp ủ ước mơ thay đổi cuộc sống bằng con đường tri thức. Đi hộ mẹ làm cuốc vườn trồng rau, hộ bố đi lấy củi về xong xếp, rồi là hộ bố làm những công việc mà bán, làm củi bán. Xong là nếu mà nghỉ hè thì nghỉ hè từ lúc cháu học từ lớp 1 lên ấy, thì cháu lúc đấy bé thì mẹ không cho đi, mà đến lúc lớn lớn thì một tí cứ nghỉ hè là cháu đi kiếm tiền là bằng cách là cháu đi mò cua bắt ốc được cân ốc hoặc là cân cua về là các cô đến thu tận nhà ấy, được bao nhiêu tiền là cháu dành dụm để cho học tập và mẹ mua quần áo này, xong là chi phí cái gì còn thiếu thốn bao nhiêu là bố mẹ bù vào, bố mẹ không có đôi lúc phải đi vay đi mượn. Với cha mẹ Trường An, ước mơ lớn nhất là có đủ sức khỏe và điều kiện để chăm lo cho con đường học tập của em. Một căn nhà mới là điều gia đình em còn chưa dám nghĩ tới vào lúc này. Điểm chung của những học sinh trong chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ là luôn trưởng thành sớm trong suy nghĩ, và Trường An cũng vậy. Bố mẹ cũng luôn động viên em, bởi vì là bố mẹ cũng khổ, cũng dồn hết tiền vào để cho em học. Em cũng có mục tiêu, là đang định phấn đấu là năm lớp 9 này sẽ đi thi và tỉnh, đi xuống thi tỉnh và muốn được thi và đạt trường nội trú tỉnh. Mừng là con học được nên là bố mẹ mới luôn luôn bảo con là con cố gắng học hành để sau này trở thành một người công dân tốt. Còn đời bố mẹ thì nghèo khổ và vất vả rồi, thì bố mẹ sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách, vượt qua tất cả để dành hết tất cả cho con. Con cố gắng mà học. Trường An bảo là mẹ không phải lo, nếu mà con được vào đấy hoặc là đi trường nào con sẽ làm thêm để con kiếm tiền giúp bố mẹ, là con khác tự nuôi con. Con đi học rồi để thời gian đâu mà con đi kiếm tiền. Đấy, bảo vậy. Nhưng mà Trường An bảo mẹ không phải lo đâu. Cũng đôi lúc thì cháu đi học cũng thương cháu rất nhiều lúc. Trong ngôi nhà đơn sơ và thiếu thốn đủ bề, thứ tài sản quý giá nhất có lẽ chính là tình cảm gia đình và những thành tích học tập cùng ý chí vượt lên hoàn cảnh của cậu con trai cả. Chuẩn bị bước vào năm học lớp 9, năm học cuối cùng tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Năng Khả, em nông Trường An mang theo hành trang là sự hỗ trợ tối đa từ gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, từ nhà trường và từ chính quyền địa phương. Những thành tích học tập của em An hy vọng sẽ mở ra tương lai sáng cho em và cho cả gia đình. Chào cô ạ, và xin chào các bạn học sinh của lớp 8A. Thưa cô và thưa các em học sinh, em xin được giới thiệu, em là Trà My, đến từ chương trình Trao Cơ Hội, Nối Ước Mơ. Đây là chương trình an sinh xã hội do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp với Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam Vietlott thực hiện. Và ngày hôm nay thì Trà My rất là vui khi được đến với trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Năng Khả và để cùng với ekip của chương trình trao một phần học bổng cho em nông Trường An, học sinh ở trong lớp ạ. Vâng, và trước tiên thì xin được giới thiệu về phía nhà tài trợ Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam Vietlott, đại diện là anh Nguyễn Hữu Yên, phụ trách khu vực tỉnh Tuyên Quang. Về phía ban giám hiệu nhà trường, xin được giới thiệu thầy Nhữ Quốc Tuấn Nam, hiệu trưởng nhà trường. Xin được giới thiệu cô Triệu Thị Kim Anh, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin được giới thiệu cô Trần Thị Thêu, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của lớp 8A. Xin được giới thiệu cô Đặng Thái Hằng là giáo viên môn địa lý. Và bây giờ thì xin mời em nông Trường An, học sinh lớp 8A sẽ bước lên bục giảng nhé. Và sau đây thì xin được mời anh Nguyễn Hữu Yên, đại diện nhà tài trợ, sẽ có đôi lời chia sẻ cũng như là giới thiệu về học bổng của em An ạ.
Xin kính chào thầy cô giáo và các em học sinh. Mình sẽ tự giới thiệu, mình là Yên, đại diện cho công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlot trực thuộc Bộ Tài chính. Hôm nay thì tại trường phổ thông dân tộc bán trú Năng Khả rất vinh hạnh là được trao một suất học bổng cho em Lông Trường An. Mong rằng là suất học bổng này sẽ giúp cho em được tạo cho em động lực và các bạn cùng phấn đấu. Mong tương lai các em sau này sẽ tốt hơn và thực hiện được những ước mơ của mình. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Sau đây thì xin mời anh Yên sẽ trao biểu trưng học bổng cho em An ạ. Chị rất là muốn biết được cảm xúc của An lúc này như thế nào. Anh có thể có đôi lời chia sẻ đối với ekip của chương trình được không? Dạ vâng, em là chị là cảm xúc của em là rất là vui, rất là hạnh phúc khi được chương trình là trao cho em cơ hội và để cho em tiếp tục phát triển để về học tập. Thì nhân vinh dự này thì xin mời thầy Nguyễn Quốc Tuấn Nam, hiệu trưởng nhà trường sẽ có đôi lời chia sẻ cũng như khích lệ đến các em học sinh của mình ạ. Thay mặt nhà trường xin cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn chương trình truyền hình VTC đã kết nối giữa nhà tài trợ với nhà trường. Và cũng qua cái đây, thầy rất mong muốn rằng đối với bản thân em Nông Trường An hãy cố gắng học tập thật tốt để phấn đấu tiếp tục giữ vững cái kết quả thành tích học tập của mình. Và thầy cũng mong muốn rằng tất cả các em học sinh ở trong lớp mình hãy noi gương bạn Nông Trường An để cố gắng phát huy hết cái khả năng của mình học tập tốt. Xin trân trọng cảm ơn chương trình. Dạ vâng, và Trà My cũng rất là muốn nghe thêm những lời chia sẻ của cô Trần Thị Thêu, giáo viên chủ nhiệm của lớp 8A về sự khích lệ này. Qua đây thì các em thấy là học sinh bạn Trường An đạt được suất học bổng rất là có giá trị, cũng là một cái động lực để cho bạn cố gắng hơn nữa trong học tập và nuôi dưỡng ước mơ để sau này có được cái thành tích tốt hơn trong cuộc sống. Thì cô cũng rất là mong tập thể của lớp mình sẽ cùng nỗ lực cố gắng đoàn kết hơn nữa, đặc biệt là trong rèn luyện đạo đức và trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức và rèn luyện cái trí tuệ để sau này chúng ta có được cái thành công trong cuộc sống của các em. Tôi xin cảm ơn. Một lần nữa thì xin được chúc mừng em Nông Trường An và mong em sẽ truyền cảm hứng đến các bạn học sinh trong cả nước để luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn. Và sau đây thì chị xin mời các bạn học sinh của lớp 8A, chúng ta sẽ bước lên bục giảng để chụp một bức hình lưu niệm với ý kết của chương trình nhé. Chào cơ hội, nối ước mơ.